và Tuyết Nhi xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị đang đến với chương trình News của Việt Mỹ Television. Và ngay sau đây, Phương Nhi xin mời quý vị đến với những bản tin chính trong ngày. Lũ lụt càn quét tại miền Tây Indonesia khiến 2 người chết, 1 người mất tích. Trung Quốc phản đối dùng vũ lực giải quyết căng thẳng với Triều Tiên. Ông Donald Trump, quan hệ Hoa Kỳ-Nga có thể tồi tệ nhất từ trước tới nay. Ivanka được chọn là nhân viên tàu bạch ốc được yêu thích nhất. Luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu thay đổi cáo trạng nước người. Và sau đây, tôi xin mời quý vị đến với bản tin thế giới đầu tiên cùng với sinh viên Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm đối tượng tình nghi tay súng cực đoan. Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 400 đối tượng tình nghi các tay súng cực đoan người Kurd trong chiến dịch truy quét tại 21 tỉnh trên cả nước. Thông báo vào ngày 13 tháng 4 của Bộ Nội vụ nước này cho biết, ngoài những đối tượng trên tuần trước, cảnh sát cũng bắt giữ 131 đối tượng khác tình nghi thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tức IS, tự xưng tại 13 tỉnh. Chiến dịch truy quét tội phạm và các tay súng cực đoan được tiến hành một ngày sau khi đảng công dân người Kurd tức PKK nhận gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm trụ sở cảnh sát ở thành phố Diyarbakir thuộc Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 3 người thiệt mạng. Khoảng 1 tấn thuốc nổ đã được đặt trong đường hầm đào thông suốt từ ngoài vào trong tòa trụ sở. Từ nhiều tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bị chấn động với hàng loạt vụ đánh bom hoặc tấn công khủng bố đẫm máu do hai tổ chức cực đoan trên gây ra. Vụ nổ tại Diyarbakir xảy ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về việc trao thêm quyền cho Tổng thống Tayyip Erdogan. Diyarbakir là thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và nằm ở phía đông nam nước này, nơi các chiến binh thuộc đảng PKK nổi dậy chống chính phủ trong hơn 3 thập kỷ qua, nhằm đòi thành lập một vùng tự trị. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã đưa PKK vào danh sách các nhóm khủng bố. Một trận lũ quét xảy ra tại tỉnh Aceh, miền Tây Indonesia, kính thưa quý vị, đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hàng trăm nhà cửa bị hư hại. Người phát ngôn cơ quan kiểm soát thảm họa quốc gia được gọi tắt là BNPB, Stupor Pawar Nugroho cho biết, mưa lớn đã dẫn đến lũ quét tại các huyện Aceh, Tenggara và Aceh Barat. Lũ cuốn theo gỗ và các vật liệu kháng khiến 298 ngôi nhà bị hư hại, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và lánh nạn trong các đền thờ và các khu vực an toàn khác. Binh sĩ và các nhân viên cứu hộ đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp, trong đó cung cấp nhu yếu phẩm và thuốc men cho những người bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 người dân bị lũ cuốn trôi. Công tác tìm kiếm người mất tích đang được triển khai. Indonesia thường xuyên hứng chịu các trận lũ quét và lở đất trong thời gian xảy ra mưa lớn. Cùng ngày, cơ quan nghiên cứu địa chấn Philippines thông báo một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra tại khu vực miền nam Philippines. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ là USGS cho biết trận động đất này có cường độ 5,4 độ Richter. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, được gọi là FIVOLS, trận động đất trên là dư chấn mạnh nhất của trận động đất 6 độ Richter xảy ra trước đó một ngày. Tâm chấn của động đất nằm cách thị trấn miền núi Wau thuộc tỉnh Lanao del Sur ở Mindanao khoảng 47 cây số về phía tây và có độ sâu là 10 km. FICO nhận định trận động đất này có thể gây thiệt hại, đặc biệt là thị trấn gần tâm chấn nhất. Kính thưa quý vị, điều tra cáo buộc công ty Malaysia chuyển tiền cho Triều Tiên. Vào ngày 13 tháng 4, Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra khả năng có dòng tiền tài trợ cho Triều Tiên. Sau khi hãng Reuters của Anh đưa tin lãnh đạo người Triều Tiên của một công ty Malaysia đã gửi tiền cho giới lãnh đạo Bình Nhưỡng trong suốt nhiều năm. Trong một tuyên bố ngân hàng Negara Malaysia, Ngân hàng Trung ương Malaysia khẳng định rằng một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để làm rõ khả năng thể chế tài chính này có vi
vi phạm pháp luật liên quan tới cáo buộc chuyển tiền trên hay không. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một người Triều Tiên nói rằng trong hai thập kỷ qua, ông Heng Hung Đệ Nhị, giám đốc điều hành tập đoàn Malaysia Korea Partners, tức MKP, đã hỗ trợ tài chính cho đảng lao động Triều Tiên. MKP cũng nằm trong diện điều tra của Liên Hợp Quốc về khả năng vi phạm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Phản ứng trước thông tin này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jalan Mohamed cho rằng những thông tin trên có nguy cơ hủy hoại uy tín của Kuala Lumpur với tư cách là một trung tâm tài chính lớn. Ông Mohamed đã kêu gọi Ngân hàng Trung ương Malaysia điều tra cáo buộc chuyển tiền cho Triều Tiên. Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên cũng đã gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây sau cái chết của một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Choi. Một bản tin nóng đang xảy ra tại Bình Nhưỡng, thưa quý vị, là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã chỉ thị di tản khẩn cấp khoảng 600.000 người dân thủ đô Bình Nhưỡng ra các khu vực ngoại ô. Con số này chiếm 1/4 tổng dân số hiện và khoảng 2,6 triệu người của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào số người này sẽ buộc phải di tản và di tản đến đâu. Nguồn tin tiết lộ việc kiểm soát dân số là lý do đưa ra chỉ thị mới nhất này. Tuy nhiên, trên thực tế, mục đích của lệnh di tản là thanh lọc thủ đô của Triều Tiên và chỉ cho phép giới tinh hoa trung thành được sinh sống ở thủ đô. Trong số những người mà giới chức Triều Tiên lựa chọn để di tản có những người mà thân nhân của họ đào tẩu sang Hàn Quốc đã bị giam giữ ở một trại giam hoặc vi phạm các tội khác. Hiện Bộ An ninh Quốc gia và Cơ quan An toàn Nhân dân đang kiểm tra hồ sơ của những người sẽ phải di tản. Liên quan đến vấn đề này, trang mạng bảng tiếng Anh của tờ Pravda Nga vào ngày 12 tháng 4 cũng đưa ra tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh cho 25% cư dân sinh sống ở Bình Nhưỡng phải rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Nguồn tin dẫn lời với giới chuyên gia cho rằng lệnh di tản này phần lớn được tiến hành do căng thẳng leo thang với Hoa Kỳ. Các nơi trú bom của Bình Nhưỡng sẽ không đủ chỗ cho toàn bộ cư dân của Bình Nhưỡng cư trú. Do đó, 600.000 người phần lớn là những người có tiền án tiền sự sẽ phải rời thủ đô để nhường chỗ cho những người khác trú bom. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng có thể leo thang sau ngày 15 tháng 4 khi Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nữa. Kính thưa quý vị, Trung Quốc phản đối dùng vũ lực giải quyết căng thẳng với Triều Tiên. Kai Odo đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 13 tháng 4 đã lên tiếng phản đối sử dụng bất kỳ lực lượng quân sự nào trong việc giải quyết những căng thẳng đang gia tăng với Triều Tiên. Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định vũ lực không thể giải quyết các vấn đề, vì vậy Trung Quốc phản đối những hành động gây hỗn loạn và chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Ông tin rằng điều này phù hợp với các lợi ích và tất cả của quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông Vương Nghị đã nhắc lại lời kêu gọi của Bắc Kinh tổ chức đối thoại nhằm giải quyết vấn đề về hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo cho rằng bất cứ ai kích động tình hình và gây ra rắc rối sẽ phải chịu trách nhiệm lịch sử vì hành động đó. Nga sẽ không ủng hộ nỗ lực thông qua nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án một cách vô căn cứ chính phủ Syria mà không điều tra vụ việc nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra vào ngày 13 tháng 4. Ngoại trưởng Lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ là Rex Tillerson về sự cần thiết đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Nga cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa Hoa Kỳ và quân đội Syria đi ngược lại nỗ lực này, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập và kỹ lưỡng vụ việc được cho là sử dụng vũ khí hóa học tại Khan Sheikhoun. Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố mưu toàn đổ trách nhiệm cho chính phủ Syria về vụ việc ở Khan Sheikhoun là hoàn toàn vô căn cứ và chỉ có tổ chức cấm vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc được gọi tắt là OPCW mới có thẩm quyền điều tra vụ việc này. Chính phủ Syria trước đó cũng đã gửi yêu cầu điều tra vụ việc lên OPCW. Trong khi đó, Thứ trưng Ngoại giao Nga là Sergei Ryabkov tuyên bố cuộc điều tra cần được tiến hành tại nơi xảy ra vụ việc và phải có sự tham gia của các chuyên gia ngoài các nước phương Tây. Kính thưa quý vị, Montenegro buộc tội 14 tượng âm mưu ám sát cựu thủ tướng. Vào ngày 13 tháng 4, một tòa án đặc biệt tại thủ đô Podgorica của Montenegro đã đưa ra các bản cáo buộc trạng tội 14 đối tượng, trong đó có 2 công dân Nga, đối với tội danh âm mưu đảo chính. Trong đó có các kế hoạch ám sát cựu thủ tướng nước này. Theo tòa án trên, 14 đối tượng trên bị buộc tội thành lập một tổ chức tội phạm,
hai công dân Nga bị buộc tội khủng bố được xác định nam tính là Igor Shumakov và Vladimir Popov vẫn chưa bị bắt. Theo giới chức Montenegro, trong ngày bầu cử hồi tháng 10 năm 2016, họ đã chặn đứng âm mưu ám sát của thủ tướng khi đó là Milo Djukanovic. Âm mưu này do các công dân Serbia và Nga thực hiện nhằm ngăn cản quốc gia Korban và này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận liên quan tới âm mưu đảo chính tại Montenegro, nhưng công khai ủng hộ các nhóm đối lập chống lại việc Montenegro trở thành thành viên NATO. Đức tìm cách xây dựng quan hệ tốt với Hoa Kỳ, bất chấp bất đồng theo AP và Reuters. Vào ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Đức là Angela Merkel nói rằng, cho dù không đồng tình với Tổng thống Donald Trump về một số vấn đề quan trọng, Đức vẫn cần có mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ vì lợi ích của nước này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tổ chức truyền thông France của Đức được phát sóng vào ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Merkel cho biết các cuộc đối thoại với ông Trump trong chuyến thăm của bà tới Washington và trong các cuộc điện đàm giữa hai bên sau đó diễn ra tốt đẹp. Bà Merkel nói thêm điều này đương nhiên không bác bỏ được rằng chúng ta có các quan điểm khác biệt về một số vấn đề, trong đó có những vấn đề quan trọng. Ngoài ra, mặc dù thừa nhận rằng hành động quân sự chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng là cần thiết, nhưng bà Merkel cho rằng chỉ có một giải pháp chính trị mới mang lại hòa bình lâu dài tại Syria và Iraq. Bà Merkel cũng cho biết việc tăng cường đóng góp của Đức trong cuộc chiến chống lại các nhóm cực đoan là không cần phải bàn cãi. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức là Sigmar Gabriel đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực Tây Balkans và cảnh báo rằng Kosovo cần cải thiện quan hệ với Serbia để tiến gần hơn với việc gia nhập EU. Quý vị, chìm tàu ngoài khơi Libya, gần 100 người mất tích. Con tàu chở 120 người đã bị chìm ở Gascares, ngoài khơi vùng ngoại ô phía tây của thủ đô Tripoli. Chỉ có 23 người được cứu, trong khi khoảng 97 người vẫn mất tích, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13 tháng 4, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya, Ayub Wassem, cho biết phần đáy tàu bị vỡ là nguyên nhân khiến tàu chìm. Libya là điểm khởi hành chính đối với những người di cư hy vọng tới châu Âu bằng đường biển. Những kẻ buôn người đưa phần những người di cư vượt biển bằng những xuồng cao su mong manh. Nếu tới được vùng biển quốc tế, người di cư thường được các tàu cứu hộ hoặc các tàu khác cứu. Trong khi đó, một số tàu chở người di cư bị lực lượng bảo vệ bờ biển Libya chặn và buộc phải quay lại. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tức UNHCR, hơn 24.000 người di cư đã tới từ Italy, từ Libya trong 3 tháng đầu năm nay, tăng mạnh so với con số 18.000 người cùng kỳ năm ngoái. Năm 2016 đã ghi nhận tổng cộng 181.000 người di cư đến Italy, trong đó có 90% đến từ Libya. Và kính thưa quý vị, vừa rồi cũng là những bản tin liên quan đến thế giới. Phương Nhi và Tuyết Nhi sẽ cùng trở lại với quý vị sau một số phút quảng cáo thương mại.